chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc do ông Nam Kyung-pin, tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi làm trưởng đoàn đến thăm làm việc tại Vĩnh Phúc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đến thăm làm việc tại Vĩnh Phúc và giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, Hàn Quốc là quốc gia có số dự án và số vốn đăng ký đầu tư lớn nhất tại tỉnh Vĩnh Phúc, với trên 90 dự án, tổng vốn đăng ký gần 880 triệu đô la Mỹ. Trong đó, tỉnh Gyeonggi có trên 30 dự án với tổng vốn đăng ký gần 500 triệu đô la Mỹ, chiếm 57% tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp Hàn Quốc và tỉnh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung, doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi nói riêng, đầu tư tại Vĩnh Phúc luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Việt Nam cũng như các quy định của Vĩnh Phúc. Đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc. Cùng với hợp tác về kinh tế, Vĩnh Phúc thường xuyên có các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các đoàn thể của tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh. Qua đó, đã tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi tăng cường hơn nữa đầu tư vào Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như công nghiệp hóa chất, công nghiệp công nghệ cao, mỹ phẩm, y tế, giáo dục, sản xuất linh kiện điện tử. Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi và Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ông Nam Kyung-pin, tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Vĩnh Phúc đối với các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi đang đầu tư tại tỉnh. Ông Nam Kyung-pin chúc mối quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc và tỉnh Gyeonggi ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh và công tác chuẩn bị cho buổi lễ thông xe kỹ thuật dự án. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đường trục trung tâm Mê Linh vào cuối tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực tế, đơn vị tư vấn giám sát dự án cho rằng với tiến độ hiện tại, phải sang tháng 5 năm 2016 mới có thể thông xe kỹ thuật dự án. Nhà thầu chính POSCO giải thích lý do chậm tiến độ là do các nguyên nhân thiếu nhân lực, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, không đảm bảo thời gian thông xe dự án theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm vì để dự án chậm tiến độ và nếu tiếp tục không thể hoàn thành dự án đúng kế hoạch thì dừng thi công để có phương án thay thế nhà thầu có năng lực. Ban quản lý dự án và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh tiếp tục phối hợp với các bên liên quan có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án để thông xe kỹ thuật theo đúng kế hoạch. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Tam Dương. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Kim Khải chủ trì buổi giám sát. Theo báo cáo của huyện Tam Dương, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được huyện kịp thời triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Qua hiệp thương lần 2, huyện đã giới thiệu 71 người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện. Các xã thị trấn giới thiệu 357 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đến nay, huyện đang triển khai lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử được đảm bảo về thời gian theo đúng quy định. Ý kiến tại buổi giám sát cho rằng, tỷ lệ đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện còn thấp, cơ cấu thành phần tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn chưa đảm bảo. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Kim Khải yêu cầu huyện Tam Dương cần tăng cường lãnh chỉ đạo việc thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn, đảm bảo công khai dân chủ trong lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nắm bắt kịp thời tư tưởng nhân dân, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng quy định.
Sáng nay tại đền thờ Triệu Thái, thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, gia tộc họ Triệu đã tổ chức kỷ niệm ngày giỗ danh nhân tiến sĩ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Triệu Thái. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Triệu Thái là người thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Vào thế kỷ 15, vì muốn ra làm quan, ông Triệu Thái phải lặn lội sang tận kinh đô Trung Quốc để ứng thi và thi đỗ tiến sĩ dưới triều vua Vĩnh Lạc, nhận chức quan học sĩ Viện Hàn Lâm trong triều đình Trung Quốc. Năm 1428, khi nước nhà đã giành độc lập, ông trở về quê nhà và dự thi. Ông đỗ Trạng Nguyên và nhận chức quan thị ngự sử, được Hoàng đế Lê Lợi giao cho việc định ra luật lệ của nhà Lê. Thời kỳ này, ông có công lao lớn với dân làng là quy hoạch làng Hoàng Trung với một con đường ở bìa làng. Các ngõ rẽ đều vuông góc với đường trục, có khoảng cách hai nhà giáp lưng vào nhau, tạo thành ngõ xương cá, rất tiện cho sinh hoạt và trị an. Sau khi ông mất, người dân thờ ông ở đình làng cùng với ba vị thành hoàng đàng. Gia tộc họ Triệu cũng từ đó lập đền thờ và tổ chức lễ giỗ vào ngày 27 tháng 2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Triệu Thái. Bắt đầu kỳ cước tháng 4 năm 2016, VNPT Vĩnh Phúc sẽ cung cấp hóa đơn điện tử trong thanh toán cước viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức thanh toán dựa trên công nghệ thông tin sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử, kế hoạch 1136 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện nghị quyết 36A về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh, từ tháng 4 năm 2016, VNPT Vĩnh Phúc sẽ bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử trong thanh toán cước viễn thông và công nghệ thông tin. Việc áp dụng thanh toán hóa đơn điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại tiện ích cho khách hàng trong việc lưu trữ và sử dụng hóa đơn. Khi mà triển khai cái hóa đơn điện tử thì cái lợi ích của khách hàng ấy, thì thứ nhất là được xem, tra cứu cái hóa đơn điện tử một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất và ở tại các cái thời điểm. Và cái thứ hai là cái tính bảo mật thông tin của khách hàng cũng được nâng lên. Và cái thứ ba là cái việc mà kê khai thuế đối với các cái doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng rất là thuận lợi và dễ dàng. Khi thực hiện thanh toán cước bằng hóa đơn điện tử, khách hàng sẽ tránh được nhiều rủi ro trong việc lưu trữ hóa đơn qua nhiều hệ thống lưu trữ khác nhau, làm căn cứ để hạch toán, kế toán và kê khai thuế. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, là kỳ hóa đơn cước tháng 3 năm 2016, chúng tôi sẽ triển khai thử nghiệm hóa đơn điện tử. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, là kỳ hóa đơn tháng 4 năm 2016, chúng tôi sẽ triển khai chính thức hóa đơn điện tử. Thì khi triển khai hóa đơn điện tử thì là sẽ có rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là khách hàng sử dụng dịch vụ. Việc triển khai hóa đơn điện tử trong thanh toán cước viễn thông công nghệ thông tin sẽ góp phần tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý và điều hành doanh nghiệp, tiến tới xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.